nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày một lớn, gắn liền với sự phát triển không ngừng của các bệnh viện công và cả bệnh viện tư nhân. Trang thiết bị máy móc hiện đại và tiện ích là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá về chất lượng của một bệnh viện. Trong đó, không thể không kể đến là hệ thống âm thanh thông báo. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng âm thanh thông báo trong bệnh viện chỉ để phát âm thanh gọi số thứ tự khám bệnh, mà không biết rằng âm thanh thông báo còn rất hữu ích trong nhiều trường hợp khác nhau. Hiện nay ở nhiều bệnh viện, khi đến giờ ăn của bệnh nhân thì nhà bếp vẫn phải đi gọi báo từng phòng. Với những khoa có nhiều bệnh nhân thì phương pháp này vô cùng mất thời gian. Giờ ăn của y bác sĩ, nhân viên cũng phải trực tiếp đi gọi. Với một hệ thống âm thanh thông báo, mọi giờ giấc ăn uống sinh hoạt đều sẽ có âm thanh tự động nhắc nhở và không có sai sót dù chỉ một giây. Khi đến bệnh viện, bệnh nhân và người nhà ít khi chịu đọc nội quy của bệnh viện vì cho là không cần thiết, nên việc vi phạm nội quy là điều khá phổ biến. Với một hệ thống âm thanh được cài đặt vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày, nội quy của bệnh viện sẽ được truyền tới tai của bệnh nhân và cả người nhà. Biết và thực hiện nội quy giúp đảm bảo trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để các y bác sĩ thực hiện công việc khám chữa bệnh. Với các phòng đặc thù nhiều hóa dược hay lưu trữ thuốc, hệ thống âm thanh thông báo sẽ nhắc nhở các quy định về an toàn và phòng chống cháy nổ hiệu quả. Riêng với khối văn phòng sẽ là nhắc nhở thông báo giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, giờ tan ca. Tùy vào đặc thù của các phòng ban, phòng các bệnh nhân trong bệnh viện sẽ có hệ thống âm thanh thông báo được cài đặt phù hợp tại cổng vào các bệnh viện, nhất là những bệnh viện lớn nằm trên các con phố nhỏ thường xuyên ách tắc giao thông. Hệ thống âm thanh thông báo có thể thông báo tới các phương tiện di chuyển sang phía cổng khác để không làm tắc đường, phân chia số lượng phương tiện ra vào bệnh viện cho hợp lý. Hệ thống âm thanh thông báo còn được lắp đặt ở ngoài trời, nhằm mục đích phát những bản nhạc nền nhẹ nhàng, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân khi tập thể dục hay khi ngồi trải nghiệm những giờ phút thư giãn và hít thở không khí trong lành. Một bệnh viện chuyên nghiệp và hiện đại sẽ không thể thiếu được hệ thống âm thanh thông báo. Đây là điều mà các nước phát triển trên thế giới đã áp dụng từ lâu và vô cùng hiệu quả. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.